Sự tái lâm của Đấng Christ, nguồn gốc của Satan, khả năng sáng tạo đã nổi dậy chống lại Chúa. Có hai sắc thái của Prakriti tương ứng với các tên gọi trong Cơ Đốc giáo là Thánh Thần và Satan. Thánh Thần trong sự đồng điệu với ý thức Christ đã tạo ra sự tốt lành và tươi đẹp, thu hút mọi biểu hiện hướng về sự hòa hợp cộng sinh và sự đồng nhất tối thượng với Chúa. Sát na, theo tiếng Do Thái, nghĩa đen là kẻ nghịch, sẽ kéo ra khỏi Chúa, hướng về những rối rắm của thế giới vật chất ảo tưởng, sử dụng ảo giác ma thuật vũ trụ để khuếch tán, xảo trồn, gây mù mờ và trói buộc. Cho nên Satan được định nghĩa như một vị tổng lãnh thiên thần xa ngà, một thể lực bức rời sự ân sủng hòa hợp với sự rung động sáng tạo thiêng liêng của Chúa. Chúa Jesus nói rằng, ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp, rung động vũ trụ thiêng liêng với ánh sáng sáng tạo của nó trở thành một thể lực sức mạnh bị phân tách. Para và Apara Prakriti, khía cạnh Satan hay Apara, khẳng định sự độc lập của nó, quay lưng lại với Chúa và cõi thiên đàng để thực hiện những âm mưu của nó. Ở những vùng thô thiển năng của tính đối ngầu, các trạng thái tương phản, đảo ngược, đối lập và của loài người, vì nó che lấp vật chất và lôi cuốn con người vào sự nhầm lẫn dối trá nhất của ảo giác ma thuật. Nên Chúa Jesus mới ám chỉ thể lực Satan này như là ma quỷ, kẻ sát nhân, kẻ dối trá. Ma quỷ từ lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật. Vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sư nói dối. John 8:44. Satan bắt nguồn từ hậu quả tự nhiên do sự mong muốn vô cầu của Chúa là phân tách đại dương đồng nhất của Ngài thành những cơn sóng của sự tập lập hữu hạn. Khả năng của ý chí độc lập sẽ sử dụng các quy luật tạo hóa vật chất để biểu hiện và duy trì sự tồn tại của nó. Kế hoạch của tinh thần là thể lực ảo tưởng vũ trụ có ý thức này sẽ được ban cho quyền độc lập để sử dụng Maya và Avidya để tạo ra những đối tượng hữu hạn phản chiếu Chúa từ dòng năng lượng rung động vũ trụ của Thánh Thần trong sự hòa hợp hài hòa với trí tuệ Christ sáng suốt thiêng liêng đang có mặt trong đó. Do vậy, những viên ngọc không tì vết trong mỏ, những đóa hoa tươi đẹp, những động vật hoang mỹ và linh hồn rực rỡ của con người đều đang cư trú trên những hành tinh hoàn hảo được tạo ra và hình thành ở dạng những biểu hiện vật chất từ cõi trời trung giới và cõi nhân quả. Đó là lý do tại sao trong Kinh Thánh Cơ Đốc, chúng ta thấy ý tưởng về Adam và Eva trò chuyện với Chúa một cách tự nhiên và mộc mạc trong vườn địa đàng muôn sắc. Sau sự tồn tại hài hòa, một sự biểu hiện hoàn mỹ về hình dáng, sức khỏe, thói quen và cách thức sống trên sân khấu thời gian mà không phải gánh chịu đau khổ, bệnh tật, tai nạn tàn khốc hay cả chết yểu đầy đau đớn. Mọi hình thức sáng tạo đều trở về với Chúa, giống như dải cầu vồng xuất hiện rồi tan biến. Hoặc các hình thức điện ảnh được tạo ra để giải trí và tắt mở tùy thích, vì mọi tạo vật đều tồn tại như những bức tranh giải trí êm đềm hỗ trợ lẫn nhau trên màn ảnh của không gian và thời gian, và đều phân giải thành bản chất tinh khiết trong Chúa ở chu kỳ cuối cùng sau khi vở kịch về thời kỳ đó diễn ra một cách tròn vẹn. Do đó, ban đầu, mọi năng lượng vũ trụ được rung động từ Thánh Thần và trí tuệ Christ sáng suốt đều tuôn về với Chúa, tạo nên những hình ảnh hoàn hảo từ ánh sáng linh giới hướng về bên trong để bộc lộ Chúa. Lực ảo tưởng vũ trụ có ý thức cùng với sức mạnh độc lập từ Chúa thấy rằng nếu những biểu hiện từ năng lượng vũ trụ của rung động Thánh Thần bị tan biến trở vào tinh thần theo kế hoạch thiêng liêng thì sự tồn tại riêng biệt của nó cũng sẽ ngừng lại. Nếu không có rung động thiêng liêng thì chẳng có một duyên cớ cũng như dinh dưỡng nào cho lực lượng ảo tưởng vũ trụ. Chính suy nghĩ này đã làm Satan sợ hãi. Mục đích tồn tại duy nhất của hắn
dự cho các hình thức khuôn mẫu được biểu hiện đã bị đe dọa. Vì vậy mục đích của hắn, vì sự tồn tại nên hắn đã nổi dậy chống lại Chúa, như là một vị tướng bất trị đôi lúc chống lại với đức vua của mình. Hắn bắt đầu lạm dụng những quyền năng mang tầm vóc vũ trụ, hắn thao túng các quy luật và tôn chỉ về sự tạo lập dưới hiệu lệnh của mình để thiết lập các khuôn mẫu bất toàn để ngăn cản hiệp ước tự động quay về với tinh thần của chúng. Satan đã trở thành một tia chớp sa ngã khỏi thiên đàng vì hắn đã quay ánh sáng của năng lượng vũ trụ ra khỏi sự tập trung của nó trên Chúa và cô đặt nó thành vật chất thô. Ánh sáng linh giới tiết lộ thiên đàng trở thành ánh sáng vật lý bị phai mờ của mặt trời, lửa, điện, những thứ chỉ biểu thị bản chất của vật chất. Văn học trong các kinh sách của nhiều tôn giáo đều sử dụng một hình tượng thực dụng để nhân cách hóa những phẩm chất, hành vi, động cơ của thần quyền và nguồn gốc cấp bậc của nó. Vì khi tâm trí của những người bình thường vô tư đóng kín về quan điểm nhân quả của các hiện tượng, không dễ để tiếp thu các ý niệm thiêng liêng trừ phi chúng được che đậy, ẩn dụ một cách khúc chiết dưới hình dạng quen thuộc. Chúa phải có nguyên nhân để sáng tạo, mong muốn vô cầu của Ngài và cũng phải có lý do cơ bản cho sự tồn tại và hành vi của vị tổng lãnh thiên thần sa ngã, người trở thành ma quỷ, lừa gạt con người và chống lại Chúa trong vô số cách. Mong muốn của Satan là làm cho sự tồn tại của hắn trở nên bất diệt. Vì vậy có thể nói rằng, ngoài trừ việc chấp nhận theo cách hiểu tuyệt đối rằng mọi thứ được tạo ra từ ý thức vũ trụ duy nhất của Chúa, thì không có ma quỷ nào tồn tại trong vị Chúa toàn mỹ. Satan ở trong lực lượng đối kháng để duy trì sự ảnh hưởng trong cõi giới của hắn bằng cách che đậy hoàn toàn bản chất Chúa chân thật của mọi tạo vật. Sự ngụy biện mang tính triết học có thể đưa ra lập luận một cách thuyết phục rằng vì nhiệm vụ của Satan với tư cách là một vị tổng lãnh thiên thần để duy trì sự tồn tại của các hình thức biểu hiện nên hắn sa ngã chỉ để thực hiện công việc của mình.